Hello everybody, how are you? Ok, chào mừng quay trở lại kênh của mình nha. Hôm nay mình tiếp tục tìm một sản phẩm mới để mình test game cho anh em. Đó chính là con Vesmart Choi Chulet các bạn. Vesmart Choi Chulet RAM 2GB, bộ nhớ 32GB. Và hôm nay mình sẽ test game trên con Vesmart Choi Chulet này theo yêu cầu của một số anh em. Đây là Vesmart Choi Chulet các bạn. Yes. Hôm nay mình sẽ test game trên con này cho các bạn trải nghiệm nha. Trước khi test game, mình xin giới thiệu sơ bộ về thông số kỹ thuật của con Vesmart Choi Chulet nha các bạn. Con này sử dụng màn hình công nghệ IPS LCD HD cộng nha. Màn hình giọt nước 6.2 inch, mặt kính cong 2.5D các bạn. Vesmart Choi Chulet thể hệ điều hành Android 9.0, chip Qualcomm Snapdragon 450 8 nhân, tốc độ 1.8 GHz, đồ họa Adreno 506 các bạn. Con này thì RAM 2GB, bộ nhớ 32GB, hai sim hai sóng kèm khéo trợ thẻ nhớ lên 128GB các bạn. Vesmart Choi Chulet thiết kế nguyên khối bằng nhựa, dày 8.3mm và nặng 155g. Con này mình cầm trên tay thì mình cảm thấy nó khá là nhỏ gọn và nhẹ các bạn. Nhỏ gọn và nhẹ giống con Redmi 8 đó. Con này thì pin là 4500mAh. Wow, giá chỉ có 2.190.000 nhưng mà có hỗ trợ sạc nhanh QuickCharge 3.0 nữa các bạn. Chính xác là sẽ là đối thủ của Xiaomi Redmi 8 rồi các bạn ơi. Giá 2 triệu mà có hỗ trợ sạc nhanh, pin thì 4500, thiết kế rất là nhỏ gọn. Ok, hôm nay mình sẽ test Free Fire trên con này các bạn nha. Test Free Fire trên Vesmart Choi Chulet nha các bạn. Con này thì cũng ra mắt khá là lâu rồi. Giá hiện tại của nó là 2.590.000 và hiện tại đang giảm 400.000 là chỉ còn có 2.190.000 thôi nha các bạn. 2.190.000 cho Vesmart Choi Chulet Snapdragon 450 8 nhân, tốc độ 1.8. Con này thiết kế là nhỏ gọn, xinh xắn, cầm vừa tay. Rồi không biết chơi game có ngon hay không thôi. Yes, vô 9 game thôi nào các bạn ơi. Một con cương thi và một con quái thi. Không để các bạn chờ đợi lâu nữa, vô game thôi nào. Vô. Không vô luôn, chắc đập điện thoại quá. Nghe nói mình đập điện thoại sợ nó vô rồi. Ok, bắt đầu vô chiến game thôi nào. Mình sẽ test Free Fire trên Vesmart Choi Chulet nha các bạn. Vesmart Choi Chulet phiên bản RAM 2GB, bộ nhớ 32GB. Con này thì có khéo hỗ trợ thẻ nhớ lên 128GB thôi nha các bạn. Tối đa thì là 128GB thôi. Về phần cài đặt thì sao? Quá quảng cáo nhiều dữ vậy trời ơi. Về phần cài đặt đồ họa của con này thì mình thấy chỉ có hai ô thôi nha các bạn. Có một số dòng điện thoại thì chỉ có một ô, để có một số dòng điện thoại thì có tới 3 ô lận. Nhưng mà con Vesmart Choi Chulet này chỉ có hai ô thôi. Về phần độ nhạy nào, mát độ nhạy luôn. Ok, chiến thôi nào. Nhiều đối thủ quá, riết tìm 15 giây mà chưa thấy ai hết. Chắc có thấy mình vô chơi sợ rồi. Vô action. Vesmart Choi Chulet RAM 2GB, Snap 450, chơi Free Fire sẽ như thế nào đây thì các bạn cùng chờ đón nha. Thế thì mình chắc là sẽ là ngon thôi. Chạy đi nào em ơi. Hey, ale ale ale, Việt Nam vô địch, Việt Nam vô địch. Ole 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 ole. Đi xuống mày, đi xuống. Ole 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 ole.
so với những cái người tiền nhiệm như là Vesmasta hay là Vesmatbi thì con Vesmat cho Chulet này đã được nâng cấp Snapdragon 450 rồi. Ồ, máy bay bay quá nhanh, vừa mới thấy ở Đại Tây Dương mà đã bay vô đây. Những đứa con rơi rớt đang thả mình xuống quần đảo Hawaii. À, còn có mình vậy, nhảy lẹ thôi. Nói xàm quá, lát không chịu nhảy luôn. Ồ, nãy giờ mình test cảm thấy con này hơi lắc lắc nha các bạn. Hơi giật lắc đó. Đó, trời ơi, lắc nhẹ một chút xíu rồi đó. Ồ, với Snapdragon 450 8 nhân tốc độ 1.8 và con Vesmat Choice Chulet này có vẻ như không chịu nổi nhiệt Free Fire các bạn. Nãy giờ mình cảm thấy nó lắc hơi bị nhiều rồi đó. Tiếp đất. Tiếp theo là chạy. Ui, có một thằng bên kia rồi. Xem ai nhanh hơn nào, xem ai nhanh hơn nào. Đó, ôi lắc dữ ta. Có vẻ Snapdragon mà RAM 2GB hình như có vẻ không phù hợp rồi hay sao ta, mình thấy lắc dữ à. Ôi đông quá vậy. Khu vực bên kia quá là đông. Rồi hai ba đứa đó luôn, trời ơi. Khu vực bến quá là nguy hiểm. À, có áo và quần rồi. Quần xì áo dú đầy đủ rồi. Thì tìm em xinh tươi thôi. Có nón bảo hiểm luôn. Nên mình theo trên đấy rất là đông các bạn ơi. Với Snapdragon 450 8 nhân tốc độ 1.8 RAM 2GB. Sao mình thấy nó hơi lắc các bạn ơi. Ở tụi này có hai đứa mà nãy giờ bắn hoài không thấy đứa nào hy sinh hết vậy trời. Đâu hết rồi, để ta đây ta giúp tụi bay. Mình sẽ lên mình giúp tụi nó. Không biết là mình giúp tụi nó hay là tụi nó giúp mình đây. Đâu rồi, không thấy ai hết vậy. Ta tới đây, here we go. Ủa đâu hết rồi. Một là lên sấp mặt, hai là huy hoàng này. Đâu rồi. Ơi 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 ơi. Người yêu ơi, tại sao em lại đối xử với anh như vậy? Anh không thích miếng nào mà dám trốn trên nhà hả? Mày ngon lắm con. Trốn trên mà mày thoát được với tao hả? Wow, khá là lắc nha các bạn. Con này Snapdragon 450 còn mạnh hơn Snapdragon 439 của Vivo i11, Vivo i93. Mà sao mình chơi con này mình thấy lắc dữ ta. Không lẽ 450 không bằng 439 trời. 50 lúc nào phải hơn 39 chứ, 50 trừ 39 vẫn còn dư quá trời luôn. À, mình đã thấy một khẩu súng yêu thích của mình đây rồi. Cầm súng ngon phải bắn thật hay cho các bạn cùng vui nha, cả nhà cùng vui. Trời ơi, gì còn có 20 người vậy, nhanh vậy. Quá là nhanh. Màn hình con này thì nói chung theo như mình á thì
tiếp đã có chút xíu thôi mà mất khúc máu. Theo như mình về màn hình của con này thì nói chung là nhỏ gọn và rất là nhẹ, màn hình 6,2 inch, màn hình giọt nước, màn hình IPS LCD HD cộng. Đồ họa thì nói chung là những dòng sản phẩm bây giờ đồ họa rất là đẹp. Con này tuy chỉ xài đồ họa Areno 506 thôi, nhưng mà mình theo như mình thấy thì về phần đồ họa chơi game thì với tầm giá 2 triệu thì con này cũng khá là ok rồi nha các bạn. Pin 4500. 4500 thì các bạn có thể chơi game liên tục trong vòng 6 đến 7 tiếng. Đặc biệt con này giá chỉ có 2 triệu 190 ngàn mà có hỗ trợ sạc nhanh các bạn. Hỗ trợ sạc nhanh WeChat 3.0. Snapdragon 450 ơi, sao nãy giờ tôi test Free Fire sao thấy lắc quá vậy? Free Fire là một trong những game khá là nhẹ các bạn. Nếu về xét về Free Fire bức cũng như là Liên Quân thì Free Fire là một game nhẹ nhất luôn, nhưng mà sao Snapdragon 450 không chịu nhiệt được ta? Không lẽ RAM 2GB nó yếu quá vậy? Mình đang đi săn mồi. Không thấy ai hết. Đang cưỡi trên con Lambo bố mày đang đi. Rồi xa. Tốc lực mã lực 500 phản lực. Nói điên khùng lại bị trừ. Để coi nãy giờ đi đường trường, để coi vô đường rừng thì sao. Rồi ôi sao lắc quá vậy. Mò cua rất là chuyên nghiệp. Nãy giờ xong thấy ai hết vậy ta? Ê cái gì vậy? Đứa nào mới bắn ông vậy hả? Súng cái quần gì bắn thôi. Cắt cùm cùm bập bụng chứ mến mông. Quá hay, quá hay, hay quá bạn ơi. Ê có một tên ở bên cánh trái, nguy hiểm quá. Đâu rồi, nó ở bên đây các bạn ơi. Here we go. Oh, Snapdragon 450 RAM 2GB chơi Liên Quân khá thất vọng các bạn ơi, lắc quá. Có phải tiền nào của nấy không trời, giá 2 triệu 190 ngàn. Quá là buồn. Có vẻ như con này yếu hơn con Redmi 8 rồi các bạn ơi. Đâu rồi, sao không thấy ai hết vậy? À ha. Hết đạn rồi. Ta đã chính xác là ta đã hết đạn rồi. Wow, trời hôm nay nắng chói chang đẹp quá. Còn 10 đứa thôi. Nguy hiểm luôn rình rập quanh ta. Đây rồi. Quá, súng gì bắn nạn dữ trời. Here we go. Mình sẽ phải bọc đầu thôi. Ồ, có một đứa bên đây. Mình thấy nó rồi. Súng của mình bắn tệ quá. Không bằng ăn được gì. Thấy người ta trước mà không làm gì được người ta hết. What's the goal? Đâu rồi? Phết mắt choi chu lớt. Test Free Fire các bạn với RAM 2GB và bộ nhớ 32GB chip Snapdragon 450 8 nhân tốc độ 1.8. Thì nãy giờ mình test cảm thấy khá là buồn các bạn. Lắc nhiều quá.
không thấy đứa nào hết vậy ta? Giang hồ hiểm ác anh không sợ, chỉ sợ anh tìm không thấy em. À, một chiếc xe ở đây. Ồ. Chết mẹ rồi, nấp thôi. Trời ơi, cái cây nó không có cứu tôi. Chó thiệt chứ. Tôi nấp sau cái cây rồi mà thì cái khốn nạn quá đi. Ok, cảm ơn các bạn đã coi video mình nha. Mình vừa test Free Fire trên con VS Match Joy Chulet. RAM 2GB, bộ nhớ 32GB, chạy chip Snapdragon 450 8 nhân, tốc độ 1.8GHz, đồ họa Adreno 506, pin 4500, đặc biệt có hỗ trợ sạc nhanh, giá chỉ 2.190.000 thôi. Nãy giờ mình test thì mình cảm thấy Liên Quân là một game khá là nhẹ, nhưng mà con này chạy chip Snapdragon 450 nhưng không đáp ứng được các bạn ơi. Lắc quá lắc quá. Ok, cảm ơn các bạn. Tạm biệt, nhớ like bên kênh ủng hộ mình nha. Và đón xem sản phẩm test game tiếp theo. Ok, tạm biệt.